tuyệt vời. Một điều trong chúng ta, đã được đền đáp. Bùng nổ cùng World Cup 2022, xót thịt trâu gác bếp chuẩn hương vị Tây Bắc Hơm Mông Food giảm giá sập sàn từ 1.200.000, nay chỉ còn 888.000 trên 1 kg. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình quây quần bên nhau thưởng thức thịt trâu gác bếp Sultan đêm dài xem bóng đá. Ấn vào giỏ hàng màu vàng góc bên trái để nhận ưu đãi ngay hôm nay. Cách ăn thịt trâu gác bếp. Cách 1. Nướng than. Cách 2. Cho vào lò vi sóng 5 phút rồi lấy ra xé nhỏ chấm với chẩm chéo. Cách này tuy không ngon bằng cách truyền thống nhưng lại dễ dàng thực hiện với những người ở đô thị nơi mà kiếm ra trò bếp rất khó. Tuy nhiên khi sử dụng cách này bạn hãy lưu ý thời gian và nhiệt độ tránh cho miếng thịt bị quá khô và cứng. Thời gian từ khoảng 10 phút ở nhiệt độ 220 độ C đối với lò nướng và từ 3 đến 5 phút với lò vi sóng là thích hợp nhất. Cách 3. Hấp cách thủy. Bạn cho miếng thịt trâu vào nồi cách thủy, thêm ít nước sôi và nấu như sôi. Hay đơn giản hơn là có thể dùng nồi cơm điện hấp cách thủy. Những người răng yếu hoặc thích ăn thịt khô trâu gác bếp mềm thì chắc chắn sẽ nghiện cách này, vì dù thịt mềm hơn nhưng vẫn giữ được vị ngon của thịt. Còn chần chừ gì nữa mà không bấm luôn vào giỏ hàng đặt vài cân về thưởng thức mùa World Cup 2022.